Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh Nhân giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 2, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn toán lớp 2 tập 2 bộ sách Cánh Diều. Và thầy cũng hy vọng chúng ta hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó chúng mình hãy nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ thầy mời chúng ta mở sách toán lớp 2 tập 2 bộ sách Cánh Diều trang 54 55 để thực hiện một số hoạt động trong bài 77 luyện tập tiết 1 và tiết 2. Ở đây chúng ta sẽ luyện tập thực hành với một số bài tập sau. Bài tập đầu tiên trong bài luyện tập ở đây chúng ta sẽ thực hiện đó là bài tập 1. Bài tập 1 yêu cầu chúng ta là tìm số và dấu lớn, dấu bé, dấu bằng thích hợp. Ở đây chúng ta sẽ có các cặp số so sánh với nhau. Cụ thể số đầu tiên sẽ là số 758 và 96. Thì đây chúng ta có thấy là có cái bảng trăm, chục và đơn vị. Thì trước khi so sánh chúng mình sẽ phân tích số đó ra là số đó có bao nhiêu trăm, bao nhiêu chục và bao nhiêu đơn vị. Sau đó lần lượt chúng mình sẽ so sánh cột trăm với cột trăm, cột chục với cột chục, cột đơn vị với cột đơn vị. Và như chúng ta đã học, so sánh số có ba chữ số đúng không? Số nào có hàng trăm lớn hơn thì số đó sẽ là lớn hơn. Và tiếp theo nếu như hàng trăm bằng nhau chúng ta sẽ so sánh hàng chục. Cột chục bằng nhau thì chúng ta sẽ còn tiếp tục so sánh cột đơn vị đúng không? Và thầy sẽ làm mẫu cho chúng ta một bài nhé. Ở đây chúng ta thấy số là 758 và so sánh với số 96. Thì để biết được số nào lớn hơn, bé hơn hoặc bằng thì chúng mình sẽ phân tích số đó ra thành trăm, chục và đơn vị đúng không? Số 758 thì cũng có mấy trăm các em? À đúng rồi, số 758 sẽ có 700. Mấy chục? Đúng rồi, 50 và 8 đơn vị. Còn số 96, ở đây chúng ta thấy số 96 là số có hai chữ số đúng không? Như vậy hàng trăm sẽ là không có và sẽ có là hàng trăm là sẽ là không nhé. Và hàng chục ở đây sẽ là 9 và hàng đơn vị sẽ là 6. Thì ở đây chúng ta sẽ so sánh. Chúng ta nhìn vào đây chúng ta cũng biết là như thế nào. À đúng rồi, 758 sẽ lớn hơn là 96 đúng không? Vậy thì tương tự như hai cặp số còn lại đó là số 62 và 107 và 549 và 495. Chúng mình thử so sánh. Trước khi so sánh chúng ta hãy phân tích số đó ra thành cột trăm, cột chục, cột đơn vị nhé. À, và bây giờ chúng ta cùng quan sát lên màn hình để so sánh bài làm của chúng mình với bài làm của thầy có giống nhau không. Ở đây chúng ta thấy là số 62 thì hàng trăm sẽ là không đúng không? Ở đây số có hai chữ số mà hàng chục sẽ là 6 và đơn vị sẽ là 2. Còn số 107 hàng trăm sẽ là bao nhiêu? À đúng rồi, một đúng không? Còn hàng chục sẽ là không và đơn vị sẽ là 7. Và nhìn vào đây chúng ta thấy là số 62 như thế nào với số 107? Đúng rồi, số 62 sẽ bé 107 đúng không? Tiếp theo chúng ta thấy là số 549 và 495 thì đều là số có ba chữ số nhé. Vậy thì chúng ta sẽ so sánh xem là số 549 thì có mấy trăm? Đúng rồi, có 500, 40 và 9 đơn vị. Còn số 495 thì gồm có 400, 90 và 5 đơn vị. Vậy thì chúng ta sẽ so sánh. Đúng rồi, chúng mình sẽ so sánh cột trăm đúng không? Ở đây chúng ta thấy là 500 sẽ lớn hơn là 400. Như vậy chúng ta thấy là 549 sẽ lớn hơn 495. Bạn nào cũng cùng đáp án với thầy là đúng nhé. Tiếp theo chúng ta cùng sang bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu chúng ta cũng là điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. Nhưng ở đây chúng ta sẽ so sánh luôn, không có phân tích ra thành chục, thành trăm, chục và đơn vị nữa. Như vậy thì chúng ta có thể dừng video và thực hiện bài tập này, xong đó thầy đưa lên kết quả cho chúng ta so sánh với bài làm của mình nhé. Ở đây chúng mình thấy là 600 và 900 thì chúng ta sẽ so sánh cột trăm đúng không? Thì đương nhiên là 600 sẽ như thế nào? À đúng rồi, bé hơn là 900. Và số tiếp theo sẽ là 527 và 27 thì như thế nào? À đúng rồi, 527 sẽ lớn hơn 27 đúng không? Còn 370 và 307 thì sẽ như thế nào? 300 đều là 300. Ở đây 370 thì gồm có 70 đúng không? Còn 307 thì sẽ không chục. Như vậy hàng trăm giống nhau thì chúng ta so sánh hàng chục. Vậy 70 sẽ lớn hơn. Như vậy 370 lớn hơn là 307 đúng không? Tiếp theo 313 và 313 sẽ như thế nào? À, chúng ta thấy là trăm, chục và đơn vị bằng nhau. Như vậy số đó bằng nhau. Tiếp theo 402 và 420 thì sẽ như thế nào? Hàng trăm giống nhau, hàng chục 402 sẽ là 0, hàng chục 420 sẽ là 2. Như vậy 402 sẽ bé hơn là 420. Và 27 sẽ bé
Thầy xin lỗi, 92 sẽ bé hơn là 129. Bạn nào cũng đoán thầy là đúng nhé. Chúng mình chú ý so sánh, nếu như chúng ta so sánh sai thì chúng ta sẽ thực hiện lại. Bây giờ chúng ta cùng sang bài tập tiếp theo, đó là bài tập 3. Chọn các số, ở đây chúng ta sẽ có 4 bông hoa, trên 4 bông hoa đó có các cái số gồm có 3 chữ số đúng không? Thì câu A yêu cầu chúng ta là tìm số lớn nhất trong các số là 994, 571, 383 và 997. B tìm số bé nhất trong cái hệ số thầy vừa đọc trên các bông hoa, và C sắp xếp theo các số theo thứ tự từ lớn đến bé. Vậy thì chúng mình sẽ làm ý A đầu tiên, đó là tìm số lớn nhất trong bốn chữ số trên các bông hoa này cho thầy nhé. Thì ở đây chúng ta thấy có bốn số trên bốn bông hoa và bốn số này đều là số có 3 chữ số đúng không? Thì ở đây muốn biết được số nào lớn nhất chúng mình sẽ so sánh. Vậy chúng ta sẽ so sánh hàng nào trước? À đúng rồi, chúng ta sẽ so sánh hàng trăm để xem là hàng trăm nào lớn nhất đã nhé. Thì ở đây chúng ta thấy 900, 500, 300 và 900 thì có hai cái 900. Đương nhiên 900 sẽ lớn hơn 500 và 300 rồi. Trong đó có hai cái bông hoa sẽ 900 giống nhau. Thì tiếp tục như vậy chúng ta sẽ so sánh đơn vị đúng không? Thì thầy xin lỗi, so sánh cột trục đúng không? Trục ở đây là 9 và trục bông hoa cuối cùng cũng là 9. Thì tiếp tục như vậy chúng ta sẽ so sánh cột đơn vị. Thì ở đây 994 đơn vị sẽ là 4, còn 997 đơn vị sẽ là 7. Vậy thì chúng ta thấy số nào sẽ là lớn nhất? À đúng rồi, số lớn nhất sẽ là 997. Ngược trở lại chúng ta thấy tìm số bé nhất. Thì ở đây chúng ta cũng so sánh hàng trăm, ở đây chúng ta thấy là hàng trăm nào là bé nhất? À đúng rồi, hàng trăm bé nhất sẽ là 383. Và sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé, tức là chúng mình sẽ phải sắp xếp như thế nào? À đúng rồi, nếu như bài yêu cầu chúng mình sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé thì chúng ta sẽ sắp xếp số nào lớn nhất sẽ đứng trước, và tương tự như vậy sẽ lớn thứ hai thì đứng thứ hai, và nhỏ dần đúng không? Thì ở đây chúng ta thấy số lớn nhất ở đây là số nào? Chúng này chúng ta vừa tìm đúng không? Thì số lớn nhất sẽ là 900 đúng không? 997 đúng không? Như vậy theo thứ tự thì sẽ là 997 sẽ là lớn nhất, tiếp theo sẽ là 994 và tiếp theo nữa sẽ là 571 và tiếp theo số nhỏ nhất ở đây sẽ là 383. Như vậy sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé sẽ là 997, 994, 571, 383. Và như vậy thầy đã hoàn thành xong bài tập số 3. Chúng ta có thể so sánh xem bài làm của mình có giống với bài làm của thầy không. Và bây giờ chúng ta cùng sang bài tập tiếp theo, đó là bài tập số 4. Bài tập số 4 yêu cầu chúng ta là số. Chúng mình quan sát lên màn hình trên thấy có những chiếc xe đúng không? Trên những cái thùng xe thì có những cái dãy số, và có những cái dãy số nó đã bị thiếu đi, và như vậy thì chúng ta sẽ phải điền vào. Trước khi điền vào thì chúng ta sự xem mối liên hệ giữa các số trên cái toa trên cái xe này thế như thế nào nhé. Toa đầu tiên chúng ta thấy là 500 rồi 600 rồi bỏ trống trên 800 và hai ô trống, thì như vậy chúng ta sẽ điền những ô còn thiếu. Và để chúng ta làm được bài này thì chúng ta sẽ phải xem số liền trước và số liền sau sẽ như thế nào, hoặc số liền sau sẽ như thế nào với số liền trước. Thì chúng ta tự hoàn thành làm bài tập này, xong đó thầy sẽ đưa lên đáp án nhé. Và đáp án của thầy như sau. Thì ở chiếc xe đầu tiên chúng ta thấy số liền sau hơn số liền trước là bao nhiêu? 500 đổi đến 600 là số tròn trăm đúng không? Như vậy 500 đổi đến 600 thì số liền sau hơn số liền trước là 100. Thì nếu như vậy thì chúng ta sẽ thấy là gì? À đúng rồi, 500, 600 chắc chắn sẽ là 700, 800 và 900 là 1.000 đúng không? 100 là tức là 1.000. Và tiếp theo chúng ta thấy này, số là 630 rồi 640. Vậy số liền sau hơn số liền trước là bao nhiêu? Hoặc số liền trước kém số liền sau là bao nhiêu? Đúng rồi, số liền sau hơn số liền trước là 10 đúng không? Chúng ta thấy là 630 thêm 10 thì thành 640. Như vậy chúng ta thấy số liền sau sẽ hơn số liền trước là 10. Như vậy chúng ta thấy là hơn một chục. Như vậy 630, 640 và 650, 660 và 670, 680 đúng không?
Tiếp tục chúng ta thấy chiếc xe từ 3 ở đây chúng ta thấy là 405, 406. Vậy thì chúng ta thấy là số liền sau như thế nào với số liền trước? À đúng rồi, số liền sau sẽ hơn số liền trước là một đơn vị, đúng không? Như vậy chúng mình thấy là 405, 406 rồi 407, 408, 409 và 410, 410. Còn chiếc xe cuối cùng sẽ là 211. Bỏ trống 213 và 214. Thì chúng mình lại thấy là 213 và 214 thì 214 như thế nào với 213? À đúng rồi, là hơn 1 tiếp đúng không? Như vậy chúng ta thấy là 211, 212, 213, 14, 215 và 216 đúng không? Vậy là thầy đã hoàn thành xong bài tập số 4 nhé. Tiếp theo chúng ta cùng sang bài tập số 5. Bài tập số 5 yêu cầu chúng ta là sắp xếp chiều cao của các bạn học sinh theo thứ tự từ cao đến thấp. Ở đây chúng ta phải sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Thì bạn nữ đầu tiên chúng ta thấy là cao 1m 135 cm. Bạn tiếp theo sẽ là 130 cm và bạn tiếp theo nữa sẽ là 140 cm. Và bạn nữ cuối cùng sẽ là 138 cm. Bài yêu cầu chúng ta là gì? À, xếp chiều cao của các bạn học sinh theo thứ tự từ cao đến thấp. Thì chúng mình thấy bạn nào sẽ là có chiều cao nhất ở đây? Đây chúng ta thấy thì chiều cao là số có 3 chữ số hàng trăm, đây sẽ là một hết, 100 hết đúng không? Thì chúng ta muốn biết bạn nào cao nhất thì chúng mình thấy là có thể nhìn vào các bạn ở đây đúng không? Thì chúng ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được là bạn nào cũng cao nhất. Thì để chính xác chúng mình sẽ phải so sánh các tỷ lệ số này. Ở đây chúng ta thấy là 100 đều giống 100 hết. Thì chúng ta sẽ so sánh đến hàng chục. Chục đây sẽ là bạn nữ đầu tiên là 3, bạn nam tiếp theo cũng là 3 và bạn nam tiếp theo ở đây sẽ là màu xanh, ở đây sẽ là 4, như vậy 4 chục và 3. Vậy bạn nam đứng thứ 3 này đúng không? Sẽ là cao nhất. Thì tiếp tục chúng ta lại so sánh đúng không? Và có 3 bạn có hàng chục giống nhau thì chúng ta sẽ so sánh hàng đơn vị. Đương nhiên là đơn vị của bạn mặc váy đỏ này sẽ là cao hơn vì bạn ấy là 8, bạn này sẽ là 0 và 5. Thì theo thứ tự từ cao đến thấp được sắp xếp như sau. Và trước khi thầy đưa ra đáp án, chúng ta thử sắp xếp theo chiều cao theo từ cao đến thấp xem. Và đáp án của thầy như sau. Đầu tiên sẽ là bạn có chiều cao 140. Rồi đến 138 và 135, 130 cm. Như vậy thì đây là chiều cao từ sắp xếp chiều cao của các bạn học sinh từ cao đến thấp. Bạn nào cũng đáp án thầy là nó đúng nhé. Như vậy thì thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta một số hoạt động trong bài luyện tập trang 54, 55 sẽ toán lớp 2 tập 2 của sách cánh diều. Tiết 1 và tiết 2, bạn nào thứ hai thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo là những video tiếp theo. Xin thầy cảm ơn các bạn rất là nhiều.